Nhãn tắc con đường. Đường, nước và men. Gram. À, nên đó anh ta tán cái hỗn hợp đó cho nó tan ra đó. Đường, nước với cái men đó anh ta trộn cho nó tan ra. Rồi chồng cho cái men vào. Aqua. Mình trộn cái hỗn hợp lên cho nó đều lên. Rồi sau đó mình sẽ đem ủ đó. Mình cho muối vào. 2 gram muối. Rồi anh ta cho cái bơ thì nãy vào á. Chồng cho muối vô trong bột nè. Cho từ từ cho nó trộn cho nó đều. Nó hơi chỗ mặn chỗ lạ. Giờ mình chỉ trộn. Mình trộn khi nào mình cảm thấy cái bột của nó ok thì mình ngừng. Rồi sau khi mình trộn xong rồi thì mình lấy nó ra. Nó dính thành cục vô. Cái cây thì dễ lấy vô Phương không? Đó, giờ mình sẽ đem ủ. Mình ủ cho nó lên men. How many for food inside? 2, 3, 2, 3. À, mình ủ khoảng 2 tiếng hay 3, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Cho nó lên men nó nở bột ra. Anh ta đút vô cái oven lò nướng. Đây lò nướng hồi sáng có nướng đồ á. Còn ấm ấm ở nhiệt độ ấm ấm á cho nó lên men cho nó lẹ. Đây. Rồi, anh ta bật ở nhiệt chế độ ấm ấm. Cho nó ấm cho nó nhanh lên men. Nhà này có nhiều rượu lắm mà. À, sáng mua hai cái chai này cũng làm quà luôn nè. Còn ở trong đây là rượu chút 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 à, rượu này là rượu cổ á nha. À, thời đâu mấy chục năm về trước á. À, giờ ông ba chồng mua rồi để đó đó mà ông chết mất tiêu rồi mấy chục năm rồi đó. Ở ngay trên tủ nó kìa. Đó, rượu không cho nó. Bây giờ mình chuẩn bị làm bánh nha. Mozzarella non lo so.
No saben, sale. Ya puse. No, 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 này mình làm cái nhân của cái bánh nha. Thì mày nói chuyện nhiều quá, tao bực bội quá. Bực bội bene. Bực bội bene, bực bội. Mình chẻ cái hành lá này làm cái nhân cái bánh nha. Chút mình bỏ vô cái nhân á. Bốc bòi bên là cái ô liu đen á các bạn. This is very vague, bene. Very vague. Cái này là bơ nha các bạn. Này là bơ. Là cái nhân của bánh á, mình ăn ngon. Mình gặp có bột. Bồi. Bột hồi nãy mình làm nó lỡ lên rồi nè. Bột bơ, hành lá. Olive. Olive đen. Olive vanilla. Có cái thằng gì? Bichina không? Chồng đang tách những cái hạt ô liu ra. Cái hành này á, ai thích ăn nhiều thì để nhiều. Ô liu cũng vậy, ai thích ăn ô liu nhiều thì để ô liu nhiều. Up and help. Please. Là cái bột hồi nãy mình very big. Mình ủ á, nó nở ra rồi nè. Become double. Double. Sạc. Okay. Còn that's này là bad. Cái bơ này là bơ không mặn nha. Okay. Giờ mình bắt đầu làm bánh nha. Chồng đang trút bột ra. Bự quá không cán hết, mình cắt ra làm đôi trước. Nhà đầu bếp này dữ luôn á nha. Đầu bếp có 102 nha. Mình cán bột ra. Mình làm cái mặt ngoài của cái bánh trước. Mình cho nó vô cái sẩn vậy đó. Sẵn chút mình nướng cho dễ.
Vậy mình để cái Detest nhân the... What's that? Detest. Cái nhân bánh vào nè các bạn. Só que tinha pode, falou um pouco escadado. Não, 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 não. Como te vi? Nhà mình bỏ cái ô liu đen vào. Để thêm một lớp phô mai nữa. Ở đây người ta thích ăn béo. Cái phô mai này nó có nhiều loại nha. Loại này không có muối, chỉ là béo thôi. Sắp sắp vô cho nó đều, chút nóng vô chảy vô chảy chảy hết. Cho một tiếng dầu ô liu vô. Cán phần vỏ bánh để lên bên ngoài. Cái dầu bánh là bây giờ cắt bánh nó ra này nha. Dura nha. Dura. Lo fa
bánh được lấy ra nha. Nóng hổi giờ thổi dạng nha. Cái na nấm nướng xong, cái bánh nướng xong rồi nè. Scacciata. Nó nở ra nấm ghê không? Nướng 45 phút trong cái lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C. Capitolo cassa integrazione autonomi prevista un indennizzo in base al reddito per chi ha subito perdite del 50% rispetto ai 3 anni precedenti. Ah, mentre hai capito. Oltre 1 miliardo di euro per chi finanzia le zone locaziali e gli ultimi generazioni ci hanno. Ah, ma non è un tobacco, è un bagno. Sono rientrati a Madame del Ballo. Ma neanche perché. Quella che è un bancare, neanche io, allora.